Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mặt ở Triều Tiên trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ giữa hai đồng minh và có phần chắc chuyến công du này sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc chiếu cảnh ông Tập tới Triều Tiên hôm 20 tháng 6 trong chuyến thăm 2 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên trong 14 năm qua. Ông Tập cùng phu nhân được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào đón giữa rừng cờ hoa của nước chủ nhà khi họ đáp xuống phi trường Bình Nhưỡng. Chi tiết về các cuộc họp không được tiết lộ, nhưng người ta cho rằng các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang bị bế tắc chắc chắn sẽ là một chủ đề trong nghị trình chuyến thăm. Ông Tập dự kiến sẽ ghé thăm tháp hữu nghị, tượng đài vinh danh lính Trung Quốc đã sát cánh cùng binh sĩ Triều Tiên trong cuộc chiến Triều Tiên thập niên 50.